Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C1 sách giáo khoa vật lý lớp 10 đề bài như sau. Cho biết một cách gần đúng, đường kính của mặt trời là 1.400.000 km, đường kính của trái đất là 12.800 km, khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 150.000.000 km. Câu A, nếu vẽ đường đi của trái đất quanh mặt trời là một đường tròn, đường kính là 15 cm, thì hình vẽ trái đất và mặt trời sẽ là những hình tròn có đường kính là bao nhiêu cm? Câu B, có thể coi trái đất như một chất điểm trong hệ mặt trời được không? Thì để trả lời câu hỏi này, trước hết với câu A thì ta có như sau các em. Đề bài quy ước là nếu ta vẽ đường đi của trái đất quanh mặt trời là một đường tròn có đường kính 15 cm, nghĩa là ta đang vẽ một cái hình với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời chính là bán kính. Sẽ là khoảng cách này sẽ là 15 chia 2 được 7.5 cm, đúng không? Vấn đề thứ hai là vì là chúng ta đang vẽ hình có đơn vị cm thì để dễ dàng so sánh lấy tỷ lệ, các em hãy đổi đơn vị của các cái đại lượng được cho ở phía trên sang cm. Như vậy ta sẽ có câu trả lời như sau. Đầu tiên là cô đổi đơn vị. Thứ nhất là đường kính của mặt trời. Đề bài cho là 1.400.000 km. Cái này cô sẽ đổi được là 14 nhân với 10 mũ 10 cm. Đường kính của trái đất. Đề bài cho là 12.800 km. Thì cô sẽ đổi được là 12.8 nhân với 10 mũ 8 cm. Cuối cùng là khoảng cách từ trái đất cho đến mặt trời. Đề bài cho là 150.000.000 km. Vậy thì cô sẽ đổi được là 150.000.000 km, ta sẽ được 15 nhân 10 mũ 12 cm. Sau khi đổi đơn vị xong, ta sẽ có như sau. Cái khoảng cách thứ nhất là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 15 nhân với 10 mũ 12 cm thì được vẽ tương ứng với là 7.5 cm. 15 chia 2 đấy. Ta lấy đường kính chia đôi là 7.5 cm. Vậy từ đó ta suy ra là vẽ 1 cm thì tương ứng với khoảng cách thật là 15 nhân 10 mũ 12 mà ta chia cho 7.5, xem cái tỷ lệ nó sẽ là 2 nhân 10 mũ 12 cm. Đúng không? 1 cm trên đường vẽ thì tương ứng với 2 nhân 10 mũ 12 cm. Thật. Từ đấy ta có hình vẽ của trái đất. Trái đất có đường kính là 12.8 nhân 10 mũ 8 mà ta chia cho 2 nhân 10 mũ 12. Và kết quả sẽ được là cái màn máy tính. Chia cho 2 nhân 10 mũ 12. Kết quả là 6.4 nhân 10 mũ trừ 4 cm.
Tương tự như thế, ta có hình vẽ mặt trời. Có đường kính là chúng ta lấy 14 nhân 10 mũ 10. Đường kính thật của mặt trời chia 2 nhân 10 mũ 12. Các em bật máy tính. 14 nhân với 10 mũ 10 chia cho 2 nhân 10 mũ 12. Kết quả sẽ được là 0,07 cm. Đấy, à, đây là ý A. Đây là toàn bộ ý A, còn ý B. Câu hỏi B là có thể coi trái đất như một chất điểm trong hệ mặt trời được hay không? Câu trả lời đây là có, các em ạ. Tại vì lý do ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là kích thước của trái đất so với cái quãng đường chuyển động của nó, hay là so luôn với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là vô cùng nhỏ. Cụ thể là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời đây các em là 15 nhân 10 mũ 12 cm. Trong khi đó đường kính của trái đất chỉ là 12,8 nhân 10 mũ 8 thôi, đúng không nào? Vậy câu trả lời ở đây ta có thể coi trái đất như một chất điểm trong hệ mặt trời. Đến đây chúng ta đã trả lời xong câu C1.